Em sẽ mang đến một điều bất ngờ cho quý vị khán giả được biết. Quý vị chờ em chút xíu nha. Bảo trai gì? Anh Hiền. Người thân của anh ở dưới quê gọi anh là anh Hiền. Cậu Hiền ơi, là cậu Hiền. Anh Hiền. Ăn gì chưa? Không có cơm ăn hay sao anh? Anh cứ bình tĩnh đi, không có sao đâu anh. Nếu anh mà gặp khó khăn em sẽ giúp đỡ mình, không có gì đâu anh, đừng có buồn. Dạ Tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Hiện tại Tình đang đứng trên tuyến đường quốc lộ 22 thuộc khu vực Bình Tân. Hôm qua thì Tình có đến đây để giúp đỡ một hoàn cảnh, đó là anh Hiền, một chàng trai miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp. Tuy nhiên do tình hình dịch, vì vậy anh thất nghiệp và đẩy anh vào cái con đường rất là khó khăn. Hôm nay Tình quay trở lại thăm trường hợp của anh Hiền. Có rất là nhiều câu chuyện về anh Hiền. Dạ em chào anh. Dạ lúc sớm thì em có đến tìm anh nhưng mà không có gặp được anh Nhật với anh Tâm. Ở đây chia sẻ là lúc sớm có một người bạn chở anh đi, đó là người thân của anh hay sao anh Hiền? Chờ. Dạ. Giờ sớm giờ anh Hiền đã ăn gì chưa? Cơm. Dạ. Lúc sớm thì anh Tâm với anh Nhật thì cũng có nấu cơm cho anh. Không biết anh có ăn ở đây không hay là anh ăn chỗ khác? Ăn mua cơm hộp. Anh ăn cơm hộp. Sao anh không ăn cơm chung với hai anh ở đây? Sớm đi về trễ rồi cơm cũng còn ít để mấy anh. Dạ. Rồi tối hôm qua anh ngủ ở đây thì có bị muỗi cắn cũng như là có cái gì khác lạ không anh Hiền? Muỗi chung cũng ít, nhờ đốt con muỗi. Dạ. Rồi sớm giờ đi thăm bạn của mình thì có cái tiến triển gì cho cái cuộc sống của mình không anh Hiền? Không gặp được ai. Dạ. Rồi anh Hiền, nếu bây giờ mà em có thể thuê cho anh một căn nhà trọ thì anh có muốn ở trọ không? Dạ muốn. Dạ. Rồi hôm nay thì em có những câu chuyện muốn chia sẻ đến quý vị khán giả. Bởi vì em cũng biết được một số thông tin của anh ở dưới quê. Có thể là nó hơi ngoài lề, nhưng mà em sẽ mang đến một điều bất ngờ cho quý vị khán giả được biết. Quý vị chờ em chút xíu nha. Bảo trai. Anh Hiền. Người thân của anh ở dưới quê gọi anh là anh Hiền. Cậu Hiền ơi, là cậu Hiền. Chị là Hiền. Anh Hiền. Trời ơi, mở võng nghe đi anh. Vì khán giả thì có rất là nhiều thành viên trong gia đình của anh Hiền đã tìm cách liên hệ với Tình. Trước màn ảnh nhỏ của quý vị khán giả là tất cả các thành viên trong gia đình của anh Hiền rất là quan tâm. Mấy ngày hôm nay thì các cô chú gọi cho Tình rất là nhiều. Tuy nhiên anh Hiền thì vẫn trốn tránh như thế này. Anh Hiền ơi, anh có thể đứng dậy vào trò chuyện với tất cả các thành viên trong gia đình của mình anh Hiền. Các cô chú đang rất là mong chờ anh Hiền ơi. Dạ các cô ơi, anh Hiền bây giờ là không có muốn nghe điện thoại của các cô. Anh ơi. Dạ em nghe ạ. Anh ơi, nhiều khi chắc anh quay lên mạng xã hội nhiều quá nên cậu em không có chịu quá anh bây giờ. Bây giờ em có thể chia sẻ với gia đình mình luôn. Nếu gia đình mình gọi điện thoại cho anh Hiền không bao giờ nghe máy. Dạ, bây giờ em sẽ tắt cho chỗ anh Hiền nói chuyện nha. Nếu mà anh Hiền không chịu nói chuyện thì em cũng đành chịu thôi.
ra chị. Nè anh Hiền. Hiền ơi, do anh Hiền trốn gia đình của mình, anh Hiền không có muốn gặp gia đình của mình. Ảnh trốn như vậy đây rồi sao các cô chú? Các cô chú anh chị em mong chờ anh lắm á anh Hiền ơi. Anh Hiền, em chia sẻ thật với anh á, có rất là nhiều cô chú anh chị á đang gặp khó khăn luôn á. Anh là rất là may mắn người thân trong gia đình của mình thương yêu mình như vậy. Gia đình của mình á thì cũng không có thuộc diện là quá khó khăn, cũng có điều kiện. Và các cô chú anh chị á, thành viên trong gia đình á vẫn muốn quan tâm và giúp đỡ mình. Nhưng mà cái việc làm mà anh trốn tránh gia đình mình như thế này thật sự em rất là buồn. Nếu mà hôm nay á anh muốn ở trọ, em sẵn sàng chi cái tiền của em để anh thuê nhà trọ cho anh. Nhưng mà thật sự có một bạn tên là bạn Yến, cũng là cháu của anh, chia sẻ với em á là nếu mà gặp được anh Hiền á thì bạn Yến sẽ chi trả toàn bộ cái chi phí ăn uống để cho tới lúc anh về quê. Bé Hiền á thì có chia sẻ thêm là để tiền đó để giúp đỡ cho những người còn lại. Thật sự em thấy gia đình anh rất là thương anh luôn, mà không biết tại sao anh lại suy nghĩ mà trốn tránh như thế này. Dạ bây giờ con nói cô chú anh chị nghe như thế này ha. Dạ. Con á thì thật sự muốn giúp anh Hiền rất nhiều. Thí dụ như con mướn một cái nhà trọ 1 triệu, 2 triệu con vẫn thuê được, không có gì hết. Nhưng mà con thấy thật sự cô chú anh chị rất là thương anh Hiền. Hôm nay á thì có chị Yến có nhắn tin cho con là gặp anh Hiền. Nếu như anh Hiền không có chịu gặp á thì bây giờ cô chú á là muốn chuyển bao nhiêu tiền cho anh Hiền thì con sẽ ứng cái tiền quỹ con ra để con đưa cho anh Hiền, rồi anh Hiền tự đi thuê nhà trọ. Thật sự con làm cũng tận tâm lắm. Cô chú anh chị thấy con giúp đỡ những người kia đi đến nơi về đến chốn, con chưa bao giờ mà bỏ những cái hoàn cảnh khó khăn mà giữa đường hết. Đó thì cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy rồi. Bây giờ chị sẽ gửi cho em bao nhiêu tiền, em sẽ chi tiền lại cho chỗ của anh Hiền liền. Dạ dạ, bây giờ anh gửi cho em cho cậu em 2 triệu đi, rồi bây giờ anh gửi số tài khoản qua cho anh, rồi em cho anh chuyển liền, anh đưa tiền cho cậu em xong là tiền em chuyển cho tài khoản liền cho anh. Dạ, cái chuyện đó chị cứ yên tâm, em không sợ các cô chú anh chị lừa gạt em đâu. Em biết là chị rất thương gia đình, hôm qua chị nhắn tin với em là em biết rồi, nhưng mà cái chỗ của anh Hiền như thế này thì em cũng đành chịu thôi. Và bây giờ em sẽ trao cái số tiền cho anh Hiền 2 triệu ha. Dạ. Dạ. Ok. Rồi, ảnh đi luôn rồi hả? Đây nè. Anh nghe cái đi. Ảnh có chiếc xe Sirius nó đúng không chị? Ảnh có chiếc xe Sirius nó đúng không? Bị công an ba lấy rồi. Lấy cái gì? Lấy xe rồi. Dạ đúng rồi, chiếc xe Sirius đúng rồi, cậu em có chiếc xe Sirius đó anh, đúng rồi. Bây giờ em sẽ tìm cách đưa cho ảnh 2 triệu nha. Em tắt máy nha, tại cái điện thoại. Số tiền 2 triệu. Đây là số tiền 2 triệu, tiền quỹ của em. Không có liên quan đến gia đình anh. Dạ, rồi bây giờ em gửi anh 2 triệu. Rồi anh sẽ tự tìm phòng trọ nha. Rồi 2 triệu này là mướn phòng trọ dư sức rồi nha. Rồi. Em nói thật với anh luôn á, mình làm đàn ông mình sống phải có bản lĩnh, gia đình vẫn là trên hết. Cái đó là em chia sẻ thật với anh luôn. Anh có giận gia đình đi chăng nữa, bây giờ anh bận tập thì anh vẫn lết về gia đình của mình. Em chỉ chia sẻ với anh nhiêu đó thôi. Nha. Rồi. Em giúp anh đứng đây là coi như là mình hết duyên rồi nha anh nha. Rồi bây giờ anh sẽ đi tìm phòng trọ nha. 2 triệu này cho đến tới ngày 30 tháng 9 thì anh có thể sinh sống và đi về quê nha. Rồi anh có muốn đâu là gì gửi đến những người đã quan tâm anh không? Cảm ơn người dân về đâu. Chúng ta làm được. Rồi em chào tạm biệt anh ở đây nha anh Hiền. Chúc anh nhiều sức khỏe nha. Ảnh 2 triệu, nói tiền của gia đình thì ảnh không có nhận. Nhưng mà lúc sau thì em nói tiền quỹ. Nhưng mà chút xíu nữa em edit video, em sẽ nói là tiền của gia đình mình gửi cho ảnh là 2 triệu. Cô chú với anh chị cứ yên tâm ha.
Nhưng mà thật sự ở nhà là ảnh cũng hơi bị chứng chứng quậy đúng không? Út có dạ em. Út hả? Trời ơi. Mà thấy ảnh yếu đuối sao á, hôm qua gặp ảnh thì ảnh khóc. Nhưng mà nhìn cái thần thái của ảnh á là em nghĩ ảnh là không có đến nỗi là quá khó khăn. Tại vì hai anh ở cái bên đó có nấu cơm cho ảnh ăn nhưng mà ảnh không có ăn. Ảnh đi mua cơm ảnh ăn. 2 triệu thì ảnh cũng thuê được cái phòng trọ rồi, ở đó chỉ có 800 ngàn thôi. Thì còn 1 triệu 2 thì chắc ảnh cũng sống đến ngày 30 tháng 9. Rồi mong rằng ảnh về quê an toàn. Hôm qua thì em cũng có nhờ công an khu vực test Covid cho ảnh. Và anh cũng đã chích được một liều vaccine rồi. Rồi gia đình có muốn nói gì không? Dạ, tôi chờ chị có đâu có biết gì giờ. Chị có cảm ơn anh đã giúp cho gia đình em được gặp cậu em như vậy. Với anh gửi được tiền cho cậu em có tiền sinh sống. Cảm ơn anh nhiều coi chứ giờ cũng không biết nói gì hết á. Ổng cũng thật sự là ổng cũng quậy út trong nhà nên hơi quậy vậy đó rồi đi vậy đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ nó đi đâu rồi chú? Anh đi thuê nhà rồi. Ăn uống như là gạo, mì thì ở đó có người cho. Cô chú anh chị cứ yên tâm nha. Ở đó bà con, cô bác người ta cũng san sẻ cho nhau. Còn cái vấn đề giống như là tiền bỏ túi hay để mua thuốc thúc hay là mua cái gì đó vật dụng riêng thì không có. Nhưng mà cái vấn đề là ăn uống là không có bị đói. Cả nhà cứ yên tâm nha. 2 triệu thì mướn cái phòng chỉ có 800 thôi thì cũng còn 1 triệu 2 mà 30 tháng 9 thì cũng còn có vài ngày nữa thôi. Thì cả gia đình cứ yên tâm nha. Nếu có thời gian thì con sẽ quay trở lại thăm cái nhà trọ của ảnh như thế nào. Cậu em đi qua bên đó mướn phòng trọ hả anh? Mướn rồi, đi mướn rồi. Dạ dạ. Có gì cho anh số điện thoại. Dạ dạ, có gì tối em nhắn tin số tài khoản của em qua cho chị nha. Tại nãy em lấy cái số tiền quỹ 2 triệu của người nghèo á, em đưa cho ảnh trước. Vậy nha. Rồi rồi, chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Bye bye. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ dạ. Rồi bye bye.